Chào anh em của team anh 4 San nhá. Xin chào anh em nhá. Chào mọi người. Đấy, hôm nay anh 4 quay trở lại với mọi người ở đây. Hôm nay mình quay clip này, xin lỗi mọi người. Đấy. Vì mới thời gian qua mình hơi bị nóng, mấy hôm vừa rồi nóng chuyện quá nên rồi. Mình hơi bị nóng anh em ạ. Em nghĩ là mọi người sẽ thông cảm cho anh thôi, tại vì là hôm qua em đọc được rất nhiều bình luận thì các bạn cũng đã hiểu hơn và thông cảm cho anh rồi. Hôm nay anh mua gì đây? Mua một ít bánh kẹo bim bim cho mọi người ăn thôi là chuộc lỗi à. Quay lại chuộc lỗi 77 ạ. Đấy. Ôi có cả cái gì này? Có sữa chua này. Chua này. Bánh gạo. Đậu phộng nhá. Bánh gạo à? Bánh gạo thằng cháu nó thích ăn lắm. Rồi bây giờ là bọn mình hôm nay trước tiên vào video thì mình sẽ thông báo với anh em một chút như này nhá. Tức là ngày hôm nay thì Alpha đã khỏe lại rồi mọi người ạ. Đấy. Alpha đã khỏe lại rồi mọi người nhé. Đó là khỏe sớm nhưng lâu lâu thì nữa cũng mệt á. Và cảm ơn anh em đã đồng hành, đã hỏi thăm những sự lo lắng của anh em nhé. Rồi thì ngày hôm qua là anh 4 cũng đã giúp đỡ hai thằng em. Tức là nó là giang hồ ấy, trước kia ấy. Nhưng mà nó cũng là vì gia đình hoàn cảnh nên là không chăm lo được cho bọn nó thôi. Nên là anh 4 ngày hôm qua cũng đã giúp đỡ hai thằng đấy. Nhưng mà ngày hôm nay thì team chưa thực sự ổn định trở lại. Thì mấy ngày nữa khi bọn mình có những cái nhân vật mới nhá, anh em comment dưới phần bình luận bọn mình sẽ làm những nhân vật mới. Và những hai đứa em đó bọn mình sẽ cho nó đảm nhận những cái nhân vật mới nhá. Và đương nhiên rồi từ từ thì bọn em nó sẽ làm quen với môi trường cũng như là làm quen với những nhân vật. Chứ không một phát mà làm tốt được luôn mọi người ạ. Bây giờ mọi người cùng đi theo chân mình và anh 4, anh 7 vào thăm Alpha San. Đây hôm nay anh em mình có ở đây rồi. Hôm nay sẽ có nhiều điều bất ngờ cho mọi người. Rồi. Alpha, em khỏe chưa? Xin chào mọi người nào. Vậy thì hôm qua em bố mình sao? Em mệt à? Nên khỏe chưa? Nào xem nào, đứng đây nào. Ôi giời ơi. Trời ơi. Rồi, hôm nay em có điều gì muốn nói với anh bố không? Hả? Có mấy hôm vừa anh 4 buồn vậy thì em có điều gì muốn nói không? Anh 4 đừng buồn nữa. Vậy á? Dạ. Vậy thôi à? Anh 4 hết buồn rồi nhá. Anh 4, anh cho anh 6 vào đóng phim đi. Anh 6 không đóng phim đâu, anh 6 bây giờ không đóng phim nữa rồi. Anh 6 không đóng nữa rồi. Có chứ. Nhưng mà em làm sao em lại muốn anh 6 đóng phim? Không có, anh 6 không vui đâu. Không vui hả? Bây giờ em, cái này em muốn anh 6 đóng phim phải không? Vậy thì em phải bảo anh 4 đi. Anh phải năn nỉ anh 4 làm sao? Anh 4 sao? Anh cho anh 6 vào đóng phim đi. Anh 6 bây giờ anh 6 có đến đây đóng phim. Anh 6 rời khỏi team rồi. Bây giờ anh 6 ở nhà rồi. Rời khỏi team rồi Alpha, em phải chấp nhận điều này đi. Nhá. Nhá. Anh 4. Bây giờ anh 6 có đóng phim nữa đâu. Anh 6 mới lại anh 4 với Alpha thì là ba anh em rất là thân thiết anh em ạ. Nhá. Không cho anh 6 vào diễn, em không chơi với anh nữa. Bê, vậy thì em không đóng Alpha thì ai đóng cho anh 4? Thì anh 4 cho anh 6 rồi em đóng tiếp. Em đấy thì kia chưa? Ngày hôm nay anh 4 là mua quà đấy cho em đấy. Em cái này là anh 6 không đóng nữa thì em sẽ được ăn quà. Em đồng ý không? Hả? Anh 6 không được đóng phim nữa thì em sẽ được ăn quà nếu em nghe lời anh 4. Được không? Tại sao? Em cần thì bình thường em thích ăn quá mà sao hôm nay em nhắc đến anh 6 là em không cần ăn quá nữa à? Hả? Ừ. Làm sao bây giờ? Em phải làm sao anh 4 mới cho anh 6 làm chứ. Em phải nói khuyên anh 4 đi mà anh khuyên hết nước hết cãi rồi. Đấy. Làm sao rồi? Anh cho anh 6 đóng phim đi. Anh 6 bây giờ đóng phim nữa đâu à? Thì anh cho quá. Anh cho anh ấy cũng có đóng nữa đâu, anh ấy bây giờ có đến đây đóng nữa mà anh ấy ở nhà rồi. Anh ấy cũng dỗi cả anh 4 rồi. Anh nghỉ rồi. Anh bây giờ anh đi sang Campuchia rồi. Anh ấy sang anh ấy làm cái gì đấy? Làm vượt chó hay đó. Vậy anh ấy bây giờ có đến đây nữa đâu. Không được đâu. Cái này mà anh cũng không giải quyết được đâu nhá Alpha nhá. Được không? Alpha lại buồn à? Lại ốm tiếp à? Hôm Không thèm nói chuyện anh ra, anh khuyên anh đi, anh về đấy. Em không khuyên anh về đấy. Em muốn cho anh 6 thì anh phải khuyên bằng được anh 4 thì giúp, đấy là em đang giúp anh 6 đấy. Giờ anh 6 em có đến đây đóng phim nữa đâu, anh ấy nghỉ rồi. Anh ấy bố anh nghỉ rồi. Vốn anh cho anh 6 đóng phim đi. Anh 6 nghỉ rồi. Thì anh cho anh 6 đóng đi. Cho anh ấy có đến đây nữa đâu mà bây giờ anh ấy nghỉ mất rồi. Anh bố. Anh ấy nghỉ rồi còn. Thôi kệ anh ấy đi, anh ấy nghỉ rồi thôi, đi vào ăn bánh đi anh ấy. Không, em không chịu đâu. Rồi sao không chịu? Hả? Không. Vậy em thích anh 6 à? Không, em thích chơi với anh 6 rồi. Làm sao? Cái này anh không chơi với anh nữa à? Hả? Bây giờ anh ấy có đến đây đâu mà anh ấy nghỉ rồi, anh ấy bảo anh ấy nghỉ đóng phim rồi còn đâu nữa. Lên đi. Đứng lại, ướt sân ướt. Cho anh ấy nghỉ rồi anh biết sao được cơ mà, anh ấy bố anh không đóng nữa thì. Anh bố. Anh có đóng nữa đâu mà. Anh sao không có đóng mà. Anh ấy nghỉ rồi, anh ấy bố mẹ anh ấy nghỉ rồi. Đâu. Trời ơi. Sao? Về anh 6 bây giờ anh ấy cũng đóng đâu, anh ấy nghỉ rồi, anh ấy bố anh nghỉ rồi con. Đứng dậy đi nghe. Bấn áo. Đứng dậy đi. Đứng dậy. À, đứng dậy đi. Về, bấn áo. Lần nữa. Rồi, bấn. Anh ấy có đóng đâu mà. Đi ra đây. Anh ấy giúp em đi. Chị không khuyên được, chị khuyên hết rồi, em khuyên đi. Anh chị khuyên hết rồi mà. Cái này chỉ còn em mà có thể khuyên được thôi, đây là do em. Còn em đây. Còn anh khuyên hết rồi, cái đấy em ốm dậy thì em phải khuyên anh chứ. Ê, anh ấy nghỉ rồi, anh có đóng ở đâu mà. Anh ấy bảo bây giờ anh không đóng phim nữa. Thôi, kệ anh ấy đi, anh ấy không đóng rồi thôi. Mình mới đóng được mà. Đi vào đây em đánh đi anh ấy. Bỏ anh 4 đi. Anh 4 vào được. Nghe, đi vào đây thôi, không kệ anh ấy, đi vào đây đâu, ăn bánh đi. Nghe. Đi vào đây. Giờ về anh cũng biết đâu mà. Làm sao bây giờ? Rồi nó ăn vạ như thế làm sao bây giờ? Không nhìn sao. Nó vẫn chưa biết điều gì đang xảy ra đâu em. À anh ạ. Cái gì mà chạy đi. Bây giờ anh ấy có đóng ở đâu mà. Chạy nó để đi. Nó lăn. Để nó lăn kêu anh cũng không nói được, anh 4 được em đấy. Chạy đi. Không tối á, cái mày đấy anh không nói mày nữa đâu. Cái em mày cho mình lăn đấy. Bên hết áo rồi. Để anh bồ rồi, anh ấy không tóc kìa. Rồi. Tóc của ta hết rồi kìa. Người ta phát hiện ra em là con gái rồi đấy. Cái này mày không ăn gì anh 4 nữa thì ăn gì anh đi. Ăn gì anh cũng được á. Mày thấy bọn anh cái này anh 4 nó không có ở đây nữa mà mày thấy anh buồn cười mày có được không? Ăn gì anh đi, ăn gì anh cũng được. Cái này không cần anh nghỉ anh 4 nữa. Hả? Còn sao? Anh khuyên anh 4 nữa em đi. Khuyên làm như nào bây giờ? Để làm gì? Để làm gì? Hả? Để làm gì? Khuyên anh không? Có cần anh hỗ trợ không? Hả? Cần hả? Giúp em đi. Giúp nhiên giúp để em gì? Để anh 6 quay lại nữa, đóng phim. Đóng vậy thì anh 6 không đóng phim thì em không đóng phim à? Em không. Không không á? Rồi á. Chị anh 4 chị anh 4 em. Để anh bán. Anh 4. Sao? Anh 6 bây giờ có đóng phim nữa đâu. Không có, anh cho anh lại. Bây giờ anh có chơi với anh ấy đâu mà anh có gọi điện được anh ấy đâu. À, anh ấy bảo anh nghỉ rồi. Rồi ơi, anh ấy không đóng phim. Thôi em ăn bánh này, không cần 6 đâu nè. Bánh này, cho bánh này. Cái cây này. Em ăn này. Nè. nè. Không, không kêu đâu. Về anh ấy bây giờ có đóng được đâu, anh làm sao được. Bọn mình đang chiêu chun lên anh ta. Trời đất ơi. Anh ấy nghỉ rồi bây giờ. Anh ấy ở nhà rồi. Rồi rồi, vào đây, ăn bánh thì rồi thì anh đi bảo anh bộ anh Sáu cho. Đấy, ăn bánh đi anh bảo anh Sáu cho. Này, ăn đi. Ừ. Ăn đi rồi thì anh bảo anh Sáu cho. Chú Mích ơi. Chú Mích ơi. Mình có một sự chuẩn bị cho cả Alpha và cả các bạn mọi người ạ. Nên là từ nãy giờ các bạn thấy thì đôi khi bọn mình có cười đấy, thì bọn mình có một sự chuẩn bị để thông báo đấy mọi người. Ếch ơi. Ếch lại không ngủ à? Dạ anh. Lại đi. Lại xem nào. Chú Mích ơi. Đâu ạ? Đây 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 đây. Rồi. Sáu đây, sáu đây. Sáu của Alpha đây, Alpha ơi. Sáu đây. Không cái trò trống gì ấy. Đấy. Anh đã bảo rồi. Anh nói là được mà. Thích không? Đấy, anh Sáu con này vẫn đi đóng bình thường nhá. Đấy, tí Sáu xin đối anh Bốn chưa? Đấy, hôm nay cho anh Bốn với Sáu bọn mình đã nói chuyện rồi. Hôm nay anh Bốn mua quà kìa thì hôm nay tụ họp với nhau đi. Đây cho Bốn với Sáu đứng vào với nhau. Đứng vào xem nào. Nào. Bắt tay nhau xem. Anh em ôm nhau tình cảm. Ôm nhau đi. Quà kìa chú ạ. Ôm nhau đi, là được tặng quà đi. Ôm nhau đi. Rồi. Quà đi. Ôm đi. Ôi ăn bánh đi. Ba cùng với ăn tặng. Ôm đi. Ôm đi. Ôm đi. Ôm đi. Ôi. Ôm đi. Anh còn ngại đấy, anh còn ngại đấy. Ôi. Ôi, ăn bánh à rồi cô. Bánh đi, ăn đi. Không, không phải thống nhất, phải nó rõ điểm luôn là vậy thì là anh có nó đuổi Sáu là phải tìm nữa không? Nó rõ chứ lại chưa rõ ràng nhỉ. Để nó cho coi các bạn biết, mình thì biết rồi nhưng mà người lại không hiểu ấy. Ừ. Thì bây giờ nó cũng suy nghĩ lại rồi thì mà quay lại đóng bình thường. Sao đâu? Sao lại chơi? Quay lại đóng bình thường. Alpha nó không thích anh Sáu đóng bình thường mà quay lại cũng được. Đúng rồi. Thôi bây giờ chú Lợi bảo đi, chú Mích bảo đi. Đấy, anh em cố gắng, hai anh em thằng 4 với thằng 6 thì nói chung là vừa qua nó cũng xảy ra rất là nhiều chuyện. Thôi cố gắng những cái gì mà nó mà không đúng thì bỏ qua cho nhau. Đấy, thằng 4 thì mọi hôm nó cũng tức vậy nhưng mà thôi anh em bỏ qua nhau, còn thằng này cố gắng lên nhá, không có vì cái nọ kia rồi lụy tình suy sụp tinh thần là không được nhá. Cố gắng lên. Đấy, mà thằng 4 hôm qua nó hung quá nhưng mà hôm vừa qua cũng vậy thôi nhưng mà suốt ngày lại chưa chi đã mất niềm tin là không được. 4 nó cũng phải cẩn thận cố gắng lên, những người cứ tự nhiên rồi suy diễn là mọi thứ mà đi một mình như vậy là nguy hiểm. Thì đúng rồi đấy, đấy. Sáu mày thế à, anh mày hôm qua cũng buồn đấy. Ừ. Nhá, anh Bốn này đau đầu về mày rất là nhiều cho nên là cố gắng lên, có gì phải có không gì không nên không phải thì hỏi anh bảo anh, chứ bây giờ mọi người ai cũng yêu quý mà mình tự nhiên lại một đường thành viên về tự nhiên lại rời đi thì có phải là buồn không? Cái gì chứ. Đấy, mọi người hôm nay vui vẻ chưa? Thằng thì quay ốm rồi, thằng thì quay trở lại nhá. Đấy, đầy đủ chưa nhỉ? Đấy, ăn phao chỉ vì hôm nọ thôi mà làm cho ốm hôm nay, truyền dịch hôm nay mới đỡ đi. Người mới đỡ các bạn. Khỏe hẳn người. Đấy. Ê, cô này là nhảy thoải mái rồi. Ăn mừng thôi. Nhá. Cố gắng nhé, chuyện tình cảm cố gắng giải quyết nhé. Còn ông và anh bây giờ chỉ mày đi đóng phim, anh cùng anh em phải vui vẻ nhá. Còn ông vui vẻ nhá. Rồi vậy mọi người vỗ tay thôi. Nếu anh nào vỗ tay nào. Cái em mày kích quá. Nói chung là thành viên trong team mình cũng khá là nhiều người. Những cái cuộc thăng trầm ấy. Bậy cũng đã trải qua những ngày khó khăn. Bố mẹ dám hôn tao à? Bởi bộ cháu vậy, bởi kìa dám hôn tao à? Trải qua những ngày khó khăn với bố mẹ này. Ủa cái này chia đồ ăn chứ nhỉ? Anh em nè. Sáu. Tôi thấy anh bố anh chia cho mọi người nè. Ơi, bố chia quà kìa. Ăn đi. Ăn gì vậy? Ăn pha đi. Đây ông phôi của mày không? Ăn pha cho mày. Mày không được ăn đâu. Nói kìa nó gì? Wow. Ngon chưa, ngon chưa? Rồi hôm 6 rồi 6 chứ. 6 rồi, 6 nó nấp đằng sau đấy, lên đi em ơi. Đây, 6 không sao. Mà hôm mạnh dạn lắm mà một người đợt này sẽ mạnh dạn lên thôi, mọi chuyện nó qua rồi, cố gắng thôi. Ăn đi. Đấy. Mọi chuyện nó đã qua. À. Về phần nấu. Ừ, ngon rồi. Tại tăng này được rồi, vẫn còn là xin nữa à. Rồi văn nghệ đấy, ai có thích một văn nghệ nào biển diễn luôn mình lên đại dối nhá. Hết rồi. Cái này là để dành cho Alpha với 606 nhá. Bơi. Cái gì vậy? Thôi mọi người ăn đồ đùa vậy được rồi, còn gì nữa. Vậy được tao nói cái tao ấy được cái ăn đâu. Ra. Con mày không cho anh à? Anh này giúp mày, anh giúp mày khuyên anh bốn đấy. Cái mảnh cơ này mày đún ra là sao? Một quái thôi. Lại hồn. Cái này đấy nó ôm để cho nó mấy anh sáu này nó ăn. Còn nó anh em mình thì thôi, cho mỗi vậy thôi. Thằng kia nó thằng này nó có bao nhiêu đồ nó túi hết. 6 rồi. Đấy, ngon chưa? Đấy. Thằng này ăn uống gì? Hai đầu cũng được. Ngon nhỉ? Nó ăn nó chín rồi. Ai có tiết mục gì thì nhảy rồi ơi. Anh cầm một bài đi. Anh nhảy đi. Anh nhảy nữa. Không được. Rồi, như vậy là mọi người đã có phần thưởng quà các thứ của anh bốn cho rồi nhá. Cái gì vậy? Anh lấy của mày đâu mà. Anh quay cho các bạn xem. Rồi bây giờ sẽ đến chương trình văn nghệ chào mừng 606 quay trở lại. Thì ai sẽ là người biểu diễn đầu tiên nhỉ? Giơ tay nào. Tiết mục gì thì ta biểu diễn đi. Ấy kìa. Ấy kìa. Vậy thì mọi người vào ngồi vào đi. Mọi người ngồi vào thề. Mọi người lên đây ngồi xem ai có biểu diễn gì ra biểu diễn nhá. Ấy kìa. Alpha xin cái bánh Alpha. Anh nhảy một bài tango đi. Anh nhảy đi anh kìa. Vẫn đút mồm vào mồm ăn kìa. Anh nhảy đi đã, ăn sau. Ruột kèn. Giờ cây cao như kiểu vương vai. Cái đấy hip hop à? Cái nhảy đi. Nhảy đi. Anh nhảy tặng quà đi. Tặng quà mà ra chơi nhau. Anh tới nhảy hay là tí anh tặng quà, yên tâm, nhảy đi. Ôi giời ơi. Trong mồm này có nhiều hay sao ấy? Hình như mồm nó có nhiều lắm. Ôi anh giỏi rồi. Nào anh biết tên một tiếp theo nào. Nhảy đi. 5 năm nhảy đi. 5 năm mấy anh kết hợp gì vậy nào? Thế nào? Thế phát neo vào đây. Cô anh không bao giờ sai à? Hay quá. Thế là mất. Còn muốn ăn đấy rồi mà. Hết rồi. Lục à, 5 năm lục à. Hết rồi. Này ấy kìa. Tôi giải. Em đấy. Ai nhảy? Múa đi ấy. Nhảy đi. 6 nhảy bạn. 6 ơi. 6 này. 6 em nhảy bạn đi. Quay trở lại nhảy bạn nữa. Quay trở lại mọi người nhảy đi. Nhảy sao có đường nhảy hết mà. Bước đây chào người. Truyền thống ấy. Ba đời. Ba đời múa quạt ấy. Từ đời ông đời cha. Lại cho đời ấy. Đời sáu. Ai vậy? Bày lên múa đi. Bày lên múa phát, cùng lên múa phát múa làm sao không được. Đấy, lên đi. Dạ. Gì đấy? Múa gì? Điệu nhảy Omo à? Phải không? Điệu nhảy là Omo, quảng cáo Omo đúng không? Hả? Nhớ không phát này. Cái gì đấy? Cái gì đấy? Nhìn anh Nam này. Cháu ra nhảy luôn, anh bốn ra nhảy cả ra mọi người. Nhảy đi. Cả team ra nhảy đây. Ăn ba, nhảy ra đi mọi người. Giờ ra rồi. Ăn ba thì giống quá. Nhảy nào ăn ba. Xoay vòng. Đấy. Nhảy đi mọi người, nhảy đi anh em ơi. Cha Lan nhảy đi. Không nhảy à? Cha nào không biết nhảy. Dạ. Vậy ông bậy mà mấy san không lúc không đánh nhau gì vậy à? Đây là trong những lúc hòa giải. Mệt quá. Nghĩ nào? 47 ra ngoài đi để anh 7 mới lại chú mic nào. Để nhìn để quay cái clip này cho các bạn làm TikTok này. Mông mic nào, đánh đi. Đối nha. Nào ai vậy? Ủa, Toàn! Oh my god, anh em! Đúng rồi. Lấy quần áo kìa. Lấy quần áo, ôi, lau sơn rồi. Lấy quá rồi, chúng ta đi. Mệt quá em ơi. Năm ơi. Đá thùng ra kia mình bắt nhá. Đá thùng ra kia mình bắt đấy nhá. Ok. Anh em nhá. Bây giờ là giá con cắp thì quá pha. Để anh không không. Để nó ăn cắp của em ấy. Em giữ cái chú ăn cắp ấy. Cho anh một ít thôi. Cho anh nhá. Cho anh đi. Không cái này của pha thì pha tiền dành đây. Cứu lên đây. Đây. Có gì ấy? Này nhìn nhóc này. Ê, chà bò. Em ngồi đây chứ không lấy mất đấy, trộm mất. Ngồi lên xoay chân đi. Ê, thằng này ăn trộm mày. Mang tiếng là mua quà cho cả team mà cho mỗi người có một gói nhỏ không? Để lại. Thằng này mua áo rồi đấy, thằng này láo tết, ăn ăn trộm gấp. Bỏ ra. Dạ. Big City Boy. Cho đi. Đây rồi. Cháu quay trở lại với này bị mọi người hành hạ này. Kiếm máy cứt. À, tụi máy của em hồi em ơi. Ôm ấy. Kiếm máy cứt đi. Kiếm máy cứt chó. Em ôm ấy chứ không. Không máy cứt chó nhỉ, nhà sạch thế nhỉ. Bảy rất rộng của em. Rất là láo nháo nhá. Thôi nhá, coi như là vậy là dọn dẹp sân rồi nhỉ. Thống nháo nào. Em vui không? Vui hả? Ok nhá, bây giờ là phải đi làm việc cùng mọi người. Vui vẻ nhá. Không được như vậy nữa, không được uống bia nữa biết chưa? Cấm được đẩy mưa nữa biết chưa? Bọn mày vào đẩy mưa là anh cũng ốm theo ấy, biết chưa? Chắc thế, ui chết thế. Thôi nhá, đùa mọi người tí thôi. Ok, coi như hôm nay là chào mừng sự trở lại của 606 nha. Yeah. Đấy. 606 hôm nay trở quay lại lại được ăn quà bánh kẹo vậy. Mọi ngày bình thường anh có được ăn đó. Quá là ok. Cảm ơn 606 nhá. Anh hôm nay ăn ké một hộp một cái gói đậu phộng nhá. Ngon không? Ăn đúng hồi cuối. Mấy nước 100.000 sắp thì lộ mặt cả tim nhỉ? Có lộ mặt không? Đây tùy anh 4. 100.000 sắp thì lộ mặt. Vậy á? 50.000 sắp lộ vào Alpha đây. 5.000 sắp lộ vào Alpha. Alpha bảo là kênh của Alpha được 30.000 à? Hay là 20.000 nhỉ? 20.000 thì anh 4 này mua xe đạp cho à? Alpha được 5.000 rồi đấy em ạ, còn 15.000 nữa thôi là em đừng mua xe đạp. Em cần đi tiền đấy. 30.000 là 30.000 anh 4 này mua xe đạp cho 6 đấy. 30.000 ở cái anh muốn san. Chết cha. Còn lâu lắm. 26 27.000 rồi. Các bạn cái này đăng ký kênh lên nhanh không mà. Rồi. Ok, anh em ship OTP này đi này. Đấy. Cặp đôi màu xanh này. Cặp đôi hoàn cảnh này. Đút mồm vào mồm cho nhau ăn này. Nhè ăn hai nhè. Đấy. 44 nhè. Ok, bây giờ mọi người làm sao? Bye bye mọi người. Chào tất cả anh em nhá. Video tiếp theo những một tập phim hay hơn. Bye bye. Anh em cùng ủng hộ team để lên 30.000 sub cho 606 sẽ có một cái gì nhỉ? Sắp 30.000 sub rồi. Xe đạp. Nha. Em chào mọi người đi. Cái team của em đâu? Bye bye. Bye bye mọi người. Bye bye tiếp nhá. Bye bye 15 phút nhá. Bye bye. Người bye bye. Yeah, bye bye. Ok, cảm ơn mọi người rất là nhiều. Nhớ đăng ký ủng hộ anh team anh 4 nha. Bye bye mọi người.